Đó, và anh em cũng đã set up thành công bộ karaoke trị giá là 35.300.000 cho anh Đức ở thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc các bạn nhé. Và đây chính là toàn thể bộ karaoke trị giá là 35.300.000. Và cấu hình bộ karaoke này bao gồm một con đẩy 2 kênh có model là PK688 Plus, một dòng đẩy chạy mạch Class H, nó rất là đẹp, mặt tráng gương này, nó rất là sang. Một con vang HA900 Pro, một con vang số đã chỉnh sẵn phần mềm. Và hiện tại thì đến không gian phòng khách rất là rộng của nhà anh Đức thì anh em cũng đã setup sao cho âm thanh nó phù hợp nhất với không gian rồi các bạn nhé. Và một con nâng tiếng model là VIP 68, nó những cột nháy rất là nổi bật này, nhìn rất là đẹp, rất là sang. Một dòng mic không dây T888 Plus, dòng mic sự kiện nó. Và không thể thiếu đó chính là một đôi loa từ neo, bát neo chép neo. Đây là loa full bát 30 các bạn nhé, từ neo chép neo. Đó, tiếng cực kỳ chắc, chép sáng, bát chắc ấm. Một dòng loa cao cấp các bạn nhé. Và một con trầm của AV bát 30. Đó, đây chính là tổng thể bộ karaoke trị giá là 35.300.000 của anh Đức. Và đôi chân là tính rời các bạn nhá, tính rời, nó không kèm trong bộ karaoke này. Và nếu như các bác có nhu cầu hoặc là những thắc mắc gì thì có thể liên hệ ngay với Hiệu Audio với số điện thoại là 0374 684491.